2-0 trước đội Cảng Sài Gòn trên sân vận động Thống Nhất. Đội Cảng Sài Gòn đã lâm vào một tình thế hết sức khó khăn khi để thua trận đấu trên sân nhà. Và có thể sau trận đấu này họ sẽ bị hàng không Việt Nam nới rộng thêm khoảng cách. Hai bàn thắng của đội khách do công của Khoa Thanh ghi được ở phút thứ 65. Và bàn thắng thứ hai của Phi Phát ở những phút đấu thêm giờ. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt. Sting V-League 2003, nước tăng lực Sting, nguồn sinh lực mạnh mẽ tức thì từ nhân sâm. Kinh Đô cùng nhịp đập với bóng đá Việt Nam.